ở trong cái chuyên để nhân hình thành. Có quá nhiều thứ phàm phu định dành cho cái lực trời phong phú định dành. Nó thi nhau cạnh tranh mà tu thịnh hành, đúng cái thời cơ quỷ bạn chiêu binh. Sao cái trận thế ngày càng yêu tinh, xin suy dục vọng kẻ hàng điêu hoa. Đến khi mà ngã xuống lại đòi siêu linh, mang con mắt tù nào Phật giả giả, thật quả lẫn lộn Phật Phật ma ma. Đừng có phải chán chường khi nhận khổ ải, đâu có dễ dãi trong hạnh đầu đà. Dù chuyện mọc lên như là quán xá, nhang đèn cũng dường đêm ngày bông hoa. Miệng thì niệm Phật trong lòng ác bá, tao mặc áo cà sa nhận đầy công quả. Ai có chút ánh sáng đến trong bóng tối dáng ông thầy tu, bước chân tập phán bên trong án khói tiếng tâm nghề luôn. Thích tâm thế thái nhưng phong thế đó vẫn không hề luôn. Không có được phán, không có được giấu, không có được kiếm tiền để yêu. Trong cái thời thế, đây cái thời tối, mấy cái điều kém thần quỷ yêu. Có cái gì đúng, có cái gì đáng, có cái gì đủ gọi là chỉ tiêu. Mình chơi đi là tính, để tính thì dùng thứ ở tư duy này cuối nhất rồi cũng thiếu. Nổi bao kẻ khi tâm chỉ tham, đồ mừng cái cõi Phật qua mắt đại chúng. Người thì lại cúng đông đúc hỷ hoan, kẻ thì ngồi cao sơn hào vị quý. Người thì vứt bỏ bạc tiền tu tâm, đâu cần giá tài tránh giành vị trí. Không chùa không tự không nhà du tăng. Có chút ánh sáng đến trong bóng tối dáng ông thầy tu, bước chân tập thoáng bên trong án khói tiếng tâm nghề luôn. Tích tâm thế thái nhưng phong thế đó vẫn không hề luôn. We'll be right back.
còn giờ có cái gì nữa, giờ có một cái mạng không đi, mấy ông muốn bắt thì bắt, muốn giết thì giết, thì còn cho con sống thì con tu tiếp. Kia người đa đoan, giành lợi khiến từ bi biến tan, phút này hòa đến khó khăn, trời không phụ trời cũng chẳng mang, bước qua ai tham sân si, bỏ đi hê tu chân phương đi, lòng nghe nhóm như bông tia rơi dập dèo. Chân chân bước đi, mong đủ kiếp từ bi trước khi, qua ưu đàm nở trên vô y, tận dương khi ngày ta kết nghi, dẫu xa tài đâm lên đâu, một trăm năm đời người chẳng lâu, tại sao phải hơn thua với nhau làm gì. Không phụ trời cũng chẳng mang, bước qua ai tham sân si, bỏ đi hê tu chân phương đi, lòng nghe nhóm như bông tia rơi dập dèo. Chân chân bước đi, mong đổ kiếp từ bi trước khi, qua ưu đàm nở trên vô y, tận dương khi ngày ta kết mi, dẫu ra tài đâm lên đâu, một trăm năm đời người chẳng lâu, tại sao phải hơn thua với nhau làm gì. Lời giải
sơn. Một mình một gói giữ cho tâm tình không thể đè ác can. Thế tháng lầm than rơi vào mạt pháp, đâu là Phật nào là ma giữa chốn ta bà. Đời này là Phật hay ma, tránh sao được vạn lời xem pha. Kiên định trong chánh tâm của chính ta, miệng đời chẳng hay đưa ta. Làm sao đóng lối đi đâu e, cứ ngang tàng cứ ung dung cứ tự tại. Chẳng cần làm vừa lòng ai, chỉ mong cho người người quan thai. Hoan hỷ không dối gian chẳng đúng sai. Đời này không Phật tâm ma, đằng sau những quê môi cười cười biết đâu được phía sau lưng hại ta. Chẳng gian này chỉ là cõi tạm, và ta chỉ là cách qua đường. Dù có
nhau bôn ba tám nơi chín hướng thì cùng về một phương. Người ta cứ nghĩ hay lầm tưởng chẳng gian này là cõi thật, cho nên đến tận bây giờ hôm nay ta vẫn còn mãi tất bật. Đời người thì ai cũng một lần sẽ trở về cõi ngàn thu, từ già tất cả ta thân xác này xuống một đất ấm
bận rộn công việc tính toán mấy cái của cải, mang danh hào kiệt tung hoành thiên hạ lên đời như được tẩu đãi. Anh nói thì mày phải nghe, vì tiền anh có mày thèm nhỏ dãi. Anh từ bỏ luôn công việc thành thị về quê công tác, nhưng anh không có bỏ ai. Dạ, trồng cây xanh nông nghiệp, việc anh nhiều có khi không kịp, nhưng máu mặt đều là đồng nghiệp, sức hẹn như hội hồng hứng trong tiệc. Phong cách anh cũng khá đơn giản, khi đi ra đường anh ngồi trong xe, tay anh cầm hai viên ngọc bích, công việc bé bé thì anh không khe. Anh có thờ là quan nhị ca, và anh luôn chăm lo cho chị cả. Muốn vàng xưng anh chồng mình qua, để cụ đầy kho bên trong mình đá. Trên bàn ông thiên anh đốt đèn dầu, phải sống đúng đạo là thằng cầm đầu. Từng làm ông chủ của cái phố đèn màu, cuối đời từ nhỏ anh phải cố làm giàu. Anh thích nghe nhạc khi anh đục bị gõ, công việc của anh là cái đứng chị nhỏ. Có mấy thằng quậy ở cái đó chuyện nhỏ, nó đồng kéo nó ra đằng sau có cái xăng liền giỏ. Công việc của anh là đi đá gà chọi, chơi từ miền Tây cho đến ra Hà Nội. Anh không gì ngoài tài sản cả khối, mà cái danh là Đại Tây Nam cũng cho người ta gọi. Yeah. Nhân dân từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cắt sống từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam. Nhân dân từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cắt sống từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam. Sống ở sông Cửu Long anh là ông chùm ở trong Cửu Đông, mà thắp nén nhang lên bàn tổ tông, lên tay tiếng nhạc bằng đàn gỗ thông. Cái ngũ Long môn nó sâu ở trong, có mấy nữ nhi đang nằm dỗ mông. Ta ký tờ giấy công việc khởi công, là mày có quyền nói chuyện với ông. Và có người ganh thì cũng phải có người thích, lỗ tai lùng bụng hơi giống cái chén trà trên bàn, đến mặt được ngồi với hoàng huynh nghe pháo nó đùng đùng. Và đến với mấy thằng đại lô việt ta khai chương, có lân sư rồng đánh chống nó tùng tùng, mà cũng công nhận là nó không hổ danh lão Đại Tây Nam. Nói gì thì cũng đúng. Cao nhân dừng và ngồi hàng nguyên, tiệc lớn chiêu đãi có đủ huynh để lại càng duyên. Đủ cay mồi ngon được lời chúng với bạn hiền, nghe đàn danh và mỹ nữ thì không thể nào ngồi vàng yên. Chân chơi từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam, nhân dân từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cánh sông từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam, nhân dân từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cánh sông từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam, nhân dân từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cánh sông từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam. Đừng vì đồng tiền mà làm mình hèn nhục chiến hùng. Gươm đau tôi dắt chân dài đã bao nhiêu năm sống trong giang hồ mà. Đừng vì lời danh mà mày thù hằn mấy đứa anh em. Thì đau tôi dắt chân dài sẽ có ghi tên mày trong đó. Đừng vì đồng tiền mà làm mình hèn nhục chiến hùng. Gươm đau tôi dắt chân dài đã bao nhiêu năm sống trong giang hồ mà. Đừng vì lời danh mà mày thù hằn mấy đứa anh em. Thì đau tôi dắt chân dài sẽ có ghi tên mày trong đó. Nghiêng lên trời bay theo con đường cùng bạn, tung hoành nghĩa khí một thời vàng. Không thấy đời sang bắt quan làm họ mà ta chọn nên chiến với đời gian. Hiểm nguy ta mang nơi trước ngõ, khi cái thù la liếm vẫn đợi canh. Hiên ngang ta bước như có thể lúc nhỏ, quyết tâm lòng sạch hết căn bả lời danh. Sống đời xô ngã thì ai nâng, lúc cần anh em đều có sẵn. Trời do tồn tại đi lại bằng hai chân, thì không nên hành xử kiểu bốn cẳng. Anh em đồng chiến gặp người ta cùng tiến, nhìn đi bao hồn phiến khi cái đời u mê lắm. Lúc khó khăn mà đằng chung cùng nguyến, là cái ta cùng liến mà cái người đáng chế. Giang hồ dạy sống là quyền lây, những đứa con chắc phát từ miền Tây. Chân ước chân gáo đến cái nơi đất khách, tung vài năm đóng người liền xây. Bản sự liều lĩnh nhận tiền ngay, thương thầm cô út phận hiền mai. Anh em tham vọng nhưng không sai đường sống, còn hơi thuốc cuối vẫn chì tay. Vết mực bạn sao dù sai nhưng ta không mong phá. Dùng quê hương ngồi chung bên sông cá, gặp gian nan không thể nấp trong nhà, mà phải tập trên tay cùng anh em công phá. Đi nơi xa đầu là như đống đá, gọi người thân đừng ngồi trong mong quá. Dân miền Tây đặt chữ nghĩa lên đầu, mày sẽ nhớ tụi tao tên Hùng Long Phong Phá. Xin mang theo chỉ trái còn hồng chân, bụi dính vai anh em tôi mãi.
hùng. Gươm đau tôi dắt chân dài đã bao nhiêu năm sống chân giấy hùng. Đừng vì lời danh mà mày thù hằn mang đến em, thì đau tôi dắt chân dài sẽ có ý tên mày trong đó. Phẩm điện nước có ai ra chi, hóa đơn nhân lên đông năm lần, Cần Thơ tay nắm vali, cho nên tụi trẻ này phải nhiều thăng trầm, đường dài ai cấm ta đi. Thằng nhóc đầu tóc vàng hoe, xe phân khối lớn hay cãi lời mẹ, nó luôn tự hào khoe bài đường ke, kẻ gian người ghét chém bài đường nhẹ. Nó nghĩ trở thành một ông trùm, công việc không được sạch sẽ, đến ngày nó ngồi và ăn chén cơm tù án tử trên hàng vạch kẻ. Nhưng mà nó buồn nó khóc, thằng bạn chung phòng nó sốc, đời này có chơi có chịu đó nhóc, đi làm thì mới có thóc, không muốn vào đây đâu phải có ốc. Đừng sống kiểu nhà giàu. Không gì mà dễ dàng hơn khi cuộc đời này chẳng vững vàng hơn. Hãy tự cảm thấy hạnh phúc vì còn gia đình trong những bàn cơm. Trưởng thành tu chí làm ăn được phàn nàn do số kiếp làm ơn. Hãy đặt bản thân mình lên bàn cân rồi biến phiến đá thành miếng vàng thơm. Vẻ ngoài như một diễn giả, cuộc đời nó đâu như người diễn tả. Cớ sao cho bay xong xem như không mong, món nợ để sẽ được miễn trả. Như là cốc nhai cạnh thiên nga, tâm tính người càng chuyển hóa. Hãy tự học cách làm chủ ở dòng sông trước khi muốn bước chân mình ra biển cả. Đặt cả một tiêu chí không theo, tụ năm tụ bảy thở khói thì phà. Cô hồn xăm mí bông đeo, chia tay xin tiền không trúng thì bà. Tâm người vốn nghĩ trong veo, như do cái tính là thích thú kỳ lạ. Lời tin đi đổ từ mình sống trong nghèo, mình chịu nó cá độ tối đến bia da. Rồi có ai mà chửi nó? Cuộc đời nghĩ chi cho nhiều. Bạn bè đến với nhau vì chén rượu trên chè, hoạn nạn mới thấy ai ở bên. Khi xưa giàu sang anh em một thời, giờ xem mấy ai còn bên ta. Nhưng tốt ta thương có ai bên đời, người thân tháng nay cắm tay phone nhạc trong phòng khói đấm hai ba bi.
khốn khó.